Bản tin tối 7 tháng 6 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 100 ca mắc COVID-19, trong đó 25 ca nhập cảnh đã cách ly ngay, gồm Thành phố Hồ Chí Minh 20 ca, Tây Ninh 3 ca, Tiền Giang 1 ca, Hà Nội 1 ca. 75 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang 30 ca, Bắc Ninh 23 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 20 ca, Bình Dương 1 ca, Bệnh viện ca cơ sở Tân Triều 1 ca. Thông tin chi tiết các ca mắc mới như sau. 25 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh, gồm 3 bệnh nhân 8906, 8908, 8912 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Ngày 5 tháng 6 năm 2021, các bệnh nhân từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 7 tháng 6 năm 2021 dương tính với SARS-CoV-2. Các bệnh nhân hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Bệnh nhân 8932 ghi nhận tại tỉnh Tiền Giang, bệnh nhân nam 22 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Ngày 7 tháng 5, bệnh nhân từ Pháp nhập cảnh Việt Nam trên chuyến bay VN10 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Đồng Nai. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung 21 ngày, chuyển từ cách ly tại nhà ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, kết quả xét nghiệm ngày 6 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã Chiến, Long Định, tỉnh Tiền Giang. Bệnh nhân 8940 ghi nhận tại Hà Nội, bệnh nhân nữ 26 tuổi, quốc tịch Sri Lanka. Ngày 22 tháng 5, bệnh nhân từ Qatar nhập cảnh sân bay Nội Bài trên chuyến bay QR976 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 6 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn, thành phố Hà Nội. 20 bệnh nhân từ 8964 đến 8983 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh, từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh. 75 ca ghi nhận trong nước gồm 30 bệnh nhân gồm bệnh nhân 8884 đến 8887, bệnh nhân 8889, 8890, 8896, 8903, 8911, 8915, 8918 đến 8921, 8925 đến 8931, 8933, 8934, 8936 đến 8939, 8941 đến 8943 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Bệnh nhân 8888 ghi nhận tại tỉnh Bình Dương, bệnh nhân nữ 25 tuổi, địa chỉ tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, là F1 của bệnh nhân 8113 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 6 tháng 6, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. 23 ca gồm bệnh nhân 8891 đến 8895, bệnh nhân 8897 đến 8902, 8904, 8905, 8907, 8909, 8910, 8913, 8914, 8916, 8917, 8922 đến 8924 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh, gồm 15 ca liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp Quế Võ, 3 ca liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp Khắc Niệm, 3 ca liên quan ổ dịch Đại Phúc, 2 ca liên quan ổ dịch Thuận Thành. Bệnh nhân 8935 ghi nhận tại Bệnh viện ca cơ sở Tân Triều là trường hợp F1 đã được cách ly từ trước trong bệnh viện. 20 ca từ bệnh nhân 8944 đến 8963 ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh, gồm 14 ca liên quan nhóm truyền giáo Phục Hưng, 3 ca là các trường hợp F1, 3 ca đang điều tra dịch tễ. Trong ngày 7 tháng 6, Việt Nam ghi nhận thêm 236 ca mắc mới, gồm 25 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh 20 ca, Tây Ninh 3 ca, Tiền Giang 1 ca, Hà Nội 1 ca. 211 ca ghi nhận trong nước, tại Bắc Giang 122 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 46 ca, Bắc Ninh 29 ca, Lạng Sơn 7 ca, Hà Nam 2 ca, Hà Tĩnh 2 ca, Hà Nội 1 ca, Bình Dương 1 ca, Bệnh viện ca cơ sở Tân Triều 1 ca. Trong đó, 200 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Tình hình điều trị, có 141 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 216 ca, lần 2 72 ca, lần 3 75 ca. Số ca tử vong 53 ca, số ca điều trị khỏi 3.509 ca. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.